Thưa quý vị, chương trình truyền hình trên HTV7 chiều và tối nay gồm có những tiết mục sau đây. 12 giờ chiếu phim truyện Hàn Quốc, Trung Quốc, Bắc Kinh, Tình yêu của tôi, tập 7 và 8. 13 giờ 30 phút Khéo tay hay làm, Kim Di dưa leo. 13 giờ 45 phút Diễn đàn văn hóa nghệ thuật, quảng cáo kết hợp hiện đại với văn hóa dân tộc. 14 giờ Những quyền năng bí ẩn, Kim tự tháp. 14 giờ 25 phút chiếu phim truyện Việt Nam, Một thời ngang dọc, tập 4. 16 giờ Nhịp sống sôi động. 17 giờ chiếu phim truyện Úc Cảnh sát trẻ, tập 17 và 18. 18 giờ Tin trong nước. 18 giờ 10 phút chiếu phim phần tiếp theo. 19 giờ Vui cùng Hugo. 19 giờ 30 phút phim hoạt hình Những câu chuyện của Anna. 19 giờ 50 phút Tin thế giới. 20 giờ Tài tử cải lương Du Xuân. 21 giờ 10 phút ca nhạc Thay lời muốn nói Lẫn quốc một tên người. 22 giờ Tin trong nước. 22 giờ 15 phút ca nhạc Nhóm ca và bạn trẻ. 23 giờ Đất nước mến yêu Xứ sở ngàn thông. 23 giờ 25 phút Vấn đề thể thao trong tuần. Tin cuối ngày, Tin thế giới, Tin thể thao. Bây giờ mời quý vị và các bạn xem chương trình truyền hình chiều và tối nay.